ok đấy. Lên đường luôn, đang rẻ không, tí trồng rồi lại đắt. Anh lấy, em lấy 700. 500 rồi. Hả? 500 rồi. Em vừa mua của ông này 500 mà. Cầm hai cải. Cái nào đây? Các bác đấy, mấy có cái cảm ơn mà. Cương cũng vừa cảm ơn mình cái đồng rưỡi. Tí ra anh em nước thì vui. Cây của anh đến từ Bắc Giang này. Cây dị dị hôm trước đây. Bác bảo cây tròi ngoài đây, hôm nay vẫn còn đây. Cứ bảo 16 triệu thôi. Hôm nay bác ấy vẫn chưa đảo cây, vẫn còn mấy cây này cũ cũ. Chanh. Cần Châu một tuần rồi. Đấy, hôm nay gian hàng của anh đẹp quá. Vâng. Rất nhiều bồ đề khí đá như hôm trước có trình bày với anh em đấy. Toàn bộ là đá với nước. Đây các bác. Rất hay nhá. Vâng nhá. Có cả cỏ gì đây, tôi cũng không thạo lắm, nhưng mà đấy, nó một cái cảnh quan đẹp. Nè. Xin nghệ thuật. Đấy, các bác xem vui lòng liên hệ của nhà vườn Bắc Lê Vàng nhé. Đấy, cây này hay nhé. Lê Bang. Hòn đá này đẹp. Nhìn nó đúng chất là đá tự nhiên này các bác. Mà đá nào cũng tự nhiên thôi ý, nhưng mà cái hòn đá này cảm giác nó ăn nhè vào cái cây này, cảm giác nó rất là hài hòa rồi. Rất là lâu rồi. Đấy, đâu cả nước. Sắp hết rồi bác. Hết chỗ này là xong. Đa, đa kinh đấy. Đa ghép thân nhưng mà kinh phết đấy. Đa mà quay cái em á. À. Vâng, cái hai thân đi. Đa này các bác nhìn này. Đóng thân vào nhau, đóng thân vào nhau mà làm tí như này là cũng rất lâu rồi đấy. Nghe thì tiếng đục thân thương ở đâu đây, là ra ngó tí. À. Xong rồi. Tháng này cái đấy bao tiền đấy? Cái này á? À. 600. 600. Hay nhỉ. Quá xịn luôn. Đấy, cái cây vừa nãy này. Anh Lập giải quyết rồi à? Đây của anh rồi. À đi à? Ồ. Cái sáng ngày này. Sáng ngày lại nhầm của bố kia này. Lại lõi. Đà, nè. Đấy, xong bóc 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 bớt những cái này đi. Đẹp luôn. Đấy, có à, cho nó quay ra. Báo giá lại các anh, sáng nay chắc báo nhầm rồi. Sáng nay bố nào bố ấy báo. 20 lên đường. 20 à? Đấy, 20 đấy. Nhanh gọn nhẹ. Sáng nay vừa báo 8 của ông ấy, ông báo nhầm. Đấy.
chưa gì đã có cây đẹp rồi này. Trồng cái này hai khẩu à? Đấy một đôi luôn, đôi đấy, hai phát cày đôi luôn, một hai phát cắt hồn nhất trồng kinh chưa này, này nhất trụ đây, có tay bốc cành, có bàn tay triệu, có tay cành luôn rồi đấy, để luôn cái này trồng lại được cây hoàn thiện rồi đấy, một đôi làm đôi nhỉ? Không cái kia sẽ làm về ba thân. Ừ, về làm ba thân à? Cắt ngắn đi à? Ngắn mới dễ đi. Xong làm một đôi cho nó giống nhau. Mỗi đôi một đôi và mỗi cây một bên. Ừ, hợp lý cái đấy thì công nhận. Đấy. Xong xong thành cây tàu luôn đấy. Trồng khay xong rồi thành cây tàu luôn. Đốt ốp là bao. Quá đẹp. Nhanh. Xong phim luôn. 600 bạc chứ bây giờ mà cho đá lên rồi lại mấy triệu đấy. Anh Nam Điền đây. Anh chơi hả? Anh nghệ thuật đấy. Liệu xin có cho không? À, xin đi gần cho. Làm gì ạ? Vua mất tiền rồi xin lại cho. Mình đừng có thừa tiền à? 500 đấy. Ông anh có một bài gì đấy. Nhiều tiền không anh? Cái này lại cắm xuống nhỉ? Đấy, xong cây đấy, xong cây đấy. Không, quay. Bọn mấy năm còn trắng nặng, ăn vào vườn đá đẹp. Con cái này xuống đẹp luôn. Xong cây đấy. Lên đường luôn, đang rẻ, ông tí trồng rồi lại đắt. Vài triệu. Bao tiền đấy kìa? Anh đấy, em lấy 700. 500 rồi. Hả? 500 rồi. Em vừa mua của ông này 500 mà. Cầm hai cày. Cái nào đây? Cứ mua ông đan đục kia này. Ra tiền ngay. Đấy. Thế rồi mình lại hớ rồi. Nè, quả này mua ông 500 nữa mà. 500 một cái. Giờ người ta đi chơi thì nhỏ. 500 một cái là được rồi. Lại gấp đôi. Thôi đi qua nhà ta rồi. Trần này còn nghi chuẩn đây nhỉ. Thẳng rồi chắc là mấy 500. Đấy, nó dựng viên đá lên, dựng viên đá, dựng viên đá theo cái rễ đấy, cho vào cái khay, cho cái khay giống cây tàu, buông tán lão xuống, quá đẹp. Và rút tiền. Hôm nay mua tinh tường đấy, quá đang rẻ. Rẻ quá, vô áp vào viên đá, 600 anh ạ. Vết luôn. Áp vào viên đá, cái này bán vài triệu, quá đẹp. Đấy. Ok hay quá. Cái này làm một đôi. Mỗi cây một bên. Còn ý bên này còn thành công một cái. Đây còn tay hơi dị anh nhớ nhầm đấy. Cái gì mà tình đòn đấy. Giờ con mai có mai gì à? À con mai. Mai dị thật. Mai là trung bé nhưng mà nghịch cây. Thế à? Đấy, thắng này nãy luôn cành ra. Đấy, là tiền. Đấy, cứ như thắng có phải hay không? Thắng đi. Thắng ngố, ngố là không ngố đâu. Không ngố tí nào nữa. Để tí xem kết quả cái này. Con nốt văn hàng của bác này nè. Đa này anh làm hay đấy nhỉ? Được, đáng làm. Vâng. Đóng vào nhưng mà hay quá. Đa làm này lâu lắm. Cái này là giao lưu bao tiền anh? Khoảng 5 triệu. Đấy, 5 triệu thôi. Hợp lý nhỉ? Hợp lý. Cốt chậu cũ đây. Không bán hàng mà không cứ lên đuộn thì hết lòng lòng thôi. Mình đi du lịch mà. Đâu phải đi bán hàng. Rồi, trả lời đâu đâu đâu. Mình đi du ngoạn. Cái này thì bao nhiêu anh? Tầm 10 triệu. 10 triệu. Đấy. Sinh Nam Điền nhỉ? Nam Điền. Sinh. Điền. Song Long hợp nhất. Song Long hợp nhất. Kiểu nghe giống bí kíp võ công ấy. Song Long quần tụ. Vâng. À. Long Nam Điền là Sinh. Đấy. À. Hay quá. Ra đây. Cái đa này mặt nào cũng đẹp. Có điều là đấy các bác có
nhất có thích đa hay không. Ra là cái chậu này khá to này, cũng phải tầm lọt lòng phải tầm 60 hơn đấy, hơn 60, 65. Và ghép hai thân với nhau. Nhưng bây giờ nó ôm vào nhau rồi. Còn view quá, nhìn là sau tôi có đeo cái ba lô này, nhiều khi nó quặc vào cây. Đây. Ôi tàu. Đây, mặt con Trinh. À, công ty đây các bác nhé. Hai anh em có thể hỏi cái giá cây đây. Ổi đây bao nhiêu anh? 6 triệu rưỡi em ạ. 6 triệu rưỡi. Đấy, ổi tàu. Đấy, đấy. Xem lại cây đa này chút. Để anh em làm chương trình đây. Mộc này, mộc này là bao nhiêu anh nhỉ? Mộc này 18 triệu. 1 ta đi đúng không? 1 ta. Đấy. Cao cỡ 1,5 m hơn đấy nhỉ, hơn đấy, 1,6 m 1,7 đấy, nếu mà lên đến 8 nhá. À, các bác xem cái cây đa này. Đấy, nó không có lối vào các bác, thông cảm nhé. Ok các bác, tạm biệt các bác ở nhà vườn này, rồi sang để xem anh lập anh có gì thay đổi cây này chưa. 20 triệu các bác nhé. Là lên đường nốt cái tay này rồi. Hay đấy. Này thì rẻ. Giá giá đấy. Nằm trồng lâu rồi đấy. Bao tiền đấy anh? Bao tiền đấy? Bao tiền? Bay cú lưới. Bay cú lưới. Vấn đề này thì bao nhiêu? Còn đây là 16 triệu. 16. Để mẹ nó cao cao lên đây này. Để thấp quá chả nhìn thấy. Ngực quỷ là cao rồi. Ô cái này nó ở dưới mà. Ôi, lo dịch đấy. Nốt, nốt cái tay. Bên đường đấy. Ai chà. Ngực quỷ. Tự nhiên đấy. Đấy, mình bán được hai cái tay rồi, còn cái gốc, gốc thì vẫn còn. Đấy, thế mà người bán tay lại qua tay hai lần rồi đấy. Hai cái tay này là lên đường. Thắng này tường đấy. Đấy. Thắng, thắng là mày... Để nổ lô đấy. Đấy, hôm nay về 16 đấy. Đây hôm nay về 16 đấy. Búp cũng đỏ. Đấy các bác, cái này tôi có quay vài lần rồi. Đó, quay đây cũng hay đấy. Đây là clip tập đấy, hoa quả liên tục này. Nó chỉ đều ra khoảng độ 1 tuần thôi. Xin cảm ơn các bác, mỏi tay lắm rồi, vào uống nước với anh em thôi. Còn rất nhiều cây nhưng mà cột quay vậy. Các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở phiên chợ tiếp theo.